Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi những thông tin mới nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, bảo vệ an toàn tuyệt đối lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào chiều qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình lịch sử văn hóa đặc biệt giữa thủ đô, văn hiến và anh hùng. Các đơn vị được làm việc giữ gìn thi hài người và quản lý các công trình thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt này là một vinh dự lớn. Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục bảo vệ thi hài Bác và quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thật tốt để thi hài Bác và các công trình được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, gắn với việc bảo vệ các cơ quan trọng yếu nhất của đất nước trong khu vực, đồng thời tạo cho nhân dân được thụ hưởng không khí bình yên, linh thiêng, khang trang, đẹp đẽ khi đến thăm viếng. Chính phủ vừa đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Cụ thể, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 90 đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine ngừa COVID-19 BNT162 của Pfizer. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung trong tờ trình và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để có thể từng bước trở về trạng thái bình thường mới. Đây là phát biểu của Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại lễ phát động phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và ra mắt trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn do dịch COVID-19 vào sáng nay. Ông Phan Văn Mãi cho biết, số ca nhiễm của thành phố vẫn còn cao, hệ thống điều trị quá tải, công tác tiếp nhận điều trị có lúc có nơi chưa đáp ứng kịp thời, tỷ lệ tử vong chưa giảm, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh mạnh hơn, khốc liệt hơn nếu mất cảnh giác chủ quan. Do đó, việc kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 như nghị quyết 86 của chính phủ đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều thách thức, nhưng đây cũng là mong muốn chung của cả thành phố. Thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng chống dịch bệnh, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Vì vậy sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để tập trung khống chế nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất, đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế. Chỉ có như vậy mới có thể từng bước đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị tạo thuận lợi tiếp cận nguồn vốn thu mua lúa gạo hàng hóa, trong đó có hỗ trợ nhất định về lãi suất cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm sẽ thu mua. Cũng theo Bộ Công Thương, về vấn đề thu mua, xuất khẩu gạo và nông sản, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và một số doanh nghiệp đã nêu những vấn đề khó khăn và đề xuất kiến nghị như tháo gỡ vấn đề ách tắc trong khâu giao nhận, tránh ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp. Ưu tiên tiêm vaccine cho lao động tham gia chuỗi sản xuất và vận chuyển hàng, logistics ngành lúa gạo trên đường thủy và đường bộ, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp để hỗ trợ thu mua lúa, v.v. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, đề nghị giảm giá 100% cho các trường hợp bao gồm cơ sở cách ly khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 và các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời hỗ trợ giảm 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân ngoài các đối tượng nói trên. Thời gian đề xuất là 4 tháng cuối năm 2021, tổng kinh phí dự kiến khoảng 165 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhằm gửi lời tri ân tới các lực lượng tham gia chống dịch, vận động các đơn vị cá nhân hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, 19:30 tối nay, 15 tháng 8 sẽ diễn ra đêm nhạc trực tuyến Cảm ơn những điều phi thường, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chương trình gồm 3 phần: nơi tuyến đầu khốc liệt, chung một tấm lòng, cảm ơn những điều phi thường và niềm tin chiến thắng. Đêm nhạc sẽ được phát trực tuyến trên các nền tảng Ringheart, trang Facebook, website Tạp chí Đẹp. Hiện chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm giá trị tương đương 850 triệu đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 14 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.